À, mà mình là Đức Thắng và hiện tại thì mình là một chiến sĩ công an và mình rất là vui và hạnh phúc khi mà mình lần đầu tiên mình được đến cái với cái cơ hội và cái nhân duyên này. Bởi vì thực sự là đến giờ phút này rất là xúc động bởi vì có một người thủ lĩnh vừa mới đi thiền về và Thắng sẽ vào ngay cái Du Nghệ An để lắng nghe xem là người thủ lĩnh ấy chia sẻ những cái gì. Bạn Thắng giới thiệu một chút là bản thân mình ấy. Mặc dù mình làm một người công an tại công an tỉnh Thanh Hóa nhưng mà mình đã kinh doanh ở bên ngoài được khoảng hơn 10 năm, gần 10 năm, từ bắt đầu từ những năm năm hai đại học là mình đã kinh doanh rồi, và 26 tuổi thì mình đã có một cái doanh nghiệp riêng ở bên ngoài, và đến năm 27 tuổi thì mình đã là top 100 doanh nhân tiêu biểu ở toàn quốc. Lúc mà đi nhận giải là mình lén cơ quan để đi nhận giải ở tại Hà Nội. Thì và khi mà mình cũng rất là vui và hạnh phúc khi mà mình biết đến cái nhân duyên này, và mình xin phép chia sẻ một chút về vì sao mình lại biết đến cái nhân duyên này. Những cái năm mà 2013 ấy, thì bắt đầu là mình đã đi đi tu, đi 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 gọi là đi học những cái khóa tu ở chỗ chùa Hưng Khánh Tế Tiêu, và khi khi đó thì lúc này thì có một người chị của Thắng là Thắng có chia sẻ với chị về đạo Phật và hướng chị đến là đi tham gia cái khóa tu đó, thì chị ấy biết đến nhân duyên đến CBD trước và chị chia sẻ với Thắng. Thì khi mà cái thời điểm năm 2020 mà dịch nó ập đến thì cái công ty của Thắng nó bị ảnh hưởng rất là nhiều, và lúc này thì mình định hình lại và mình dịch chuyển cơ cấu kinh tế và bắt đầu mình đón nhận về CBD. Và cái buổi ngày hôm nay thì cái buổi về chia sẻ về cái thói quen thì Thắng nhớ đến một cái câu nói của một cái của thầy 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 ở chùa Hưng Khánh. Thầy có chia sẻ với Thắng là gieo hành động hình thành thói quen, gieo thói quen thì hình thành tính cách, và gieo tính cách thì hình thành số phận. Vậy chúng ta sẽ thấy một cái điều rằng là từ hành động chuyển thành thói quen, và từ thói quen nó sẽ thành một cái số phận của bản thân mình, đúng không ạ? Và Thắng xin phép là mình chia sẻ một chút về cái mà khi mà mình bước vào Siberia mình đã thay đổi như thế nào. Từ một người mà cứng nhắc, từ một người mà đứng đầu, ví dụ như bản thân mình thì mình đến năm 25 tuổi là mình đã làm giám đốc kinh doanh cho một cái công ty doanh nghiệp ở bên ngoài rồi, và đến 26 tuổi thì mình đã mở doanh nghiệp riêng. Và cái tầm nhìn của một cái người mà đứng đầu của một cái doanh nghiệp là rất là bảo thủ. Mình chia sẻ thật là như vậy. Nhưng khi mà mình bước vào CBD, mình thấy cái sự thay đổi ở trong này. Mọi người có biết không, chúng ta làm CBD chúng ta sẽ thấy rằng từ K1 mà lên đến K5 gần như là không có tiền nhiều đâu, đúng không? Và Thắng thì những cái thời điểm đó thì Thắng làm thì nó chỉ khoảng được 2 triệu thôi, 2 triệu về cả quỹ thưởng chăm sóc sức khỏe. Và nhưng mà Thắng vẫn rất là kiên định với con đường này, bởi vì là mình nhìn thấy ở đây đó là một cái môi trường để mình phát triển bản thân. Bởi vì làm sao, khi mà Thắng bước vào Siberia ấy thì Thắng thấy được rằng là mình biết lắng nghe nhiều hơn, đó là cái điều mà nó thay đổi nhiều nhất. Cái thói quen ở đây đó chính là ngày xưa thì mình không bao giờ là mình biết lắng nghe người khác đâu, bởi vì ngay đến khi mà mình chỉ lắng nghe những cái đối tác lớn thôi. Ví dụ như Thắng từng làm việc với cái hội đồng đánh giá của bên Vingroup, làm việc với lại những người giám đốc đào tạo như chị Kim Tuyến ở bên là ở bên Vingroup rồi bên FLC, và mình làm việc với những người đó mình chỉ lắng nghe những cái người mà lớn hơn mình thôi. Và mình vừa mới kết thúc một cái buổi Zoom đào tạo ở bên lớp ở bên nhóm của chị Kiều Tuyên, và mình bước sang bên này và mình có một cái điều rằng là chúng ta sẽ gặp ở trong cái thời buổi ngày đó chính là cái tình hình dịch bệnh nó rất là phức tạp, và Thắng cảm thấy rất là may mắn khi mà ở trong tỉnh Thanh Hóa thì tình hình dịch nó vẫn chưa phức tạp và mình vẫn chưa phải là như những các chiến sĩ khác ở trong cái thành phố Hồ Chí Minh hoặc là Bình Dương đang đứng đầu tuyến đầu của chống dịch. Và bản thân mình chúng ta lúc này chúng ta không đổ cho là đất nước, không đổ cho hoàn cảnh, hay là mình đổ lỗi cho bất cứ một cái điều gì, mà chúng ta sẽ có những cái phương pháp và chúng ta sẽ có cách thức để chúng ta như thế nào chúng ta sống sống và chống dịch, đúng không ạ, cùng với mọi người để đẩy lùi dịch. Thì cái điều ở đây đó chính là Thắng muốn nói và hướng đến với mọi người rằng là lúc này ấy, Thắng có dành được hơn 30 phút để chia sẻ về cái việc mà hàng hóa của Siberia nó đang gặp như thế nào, thì chúng ta sẽ đưa ra những cái giải pháp cùng với nhau để khắc phục. Và cái điều mà lại hướng đến một chút về cái chủ đề của ngày hôm nay đó là cái thói quen, đúng không ạ? Thói quen của chúng ta khi mà chúng ta gặp bất cứ một cái khó khăn nào chúng ta thường đổ lỗi, nhưng mà chúng ta lại chưa nhìn nhận ra rằng là chúng ta sẽ biết là cách ứng xử và thích nghi với nó như thế nào. Và cái điều mà Thắng học được lớn nhất ở trong Siberia đó chính là một cái môi trường nó rất là tuyệt vời. Chưa có một cái môi trường nào mà anh chị em kết nối sai lai với nhau và không có một cái điều áp lực gì, đúng theo cái bản ngã, đúng theo cái một cái giá trị cốt lõi của doanh nghiệp mà thủ lĩnh Trương Huy Cường đã xây dựng, đó là đạo đức, trí tuệ và nghị lực, đúng không ạ?
đúng không, là kinh doanh hơn 10 năm trên thị trường, va vấp các thứ rất là nhiều, nhưng mà không có một cái môi trường nào. Khi mà lúc đầu mà Thắng được anh Tú, trưởng ban chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng, có chia sẻ với Thắng rằng là, nói rằng là Thắng ơi, ở trong này cái giá trị tiền nó chỉ là cái giá trị cuối cùng thôi em ạ. Thì lúc ấy Thắng không bao giờ Thắng suy nghĩ được rằng là ồ, giá trị tiền là cái gì nhỉ, sao lại tiền làm kinh doanh mà tiền lại cuối cùng. Thì Thắng cứ suy nghĩ như vậy, nhưng mà đến khi mà bước chân vào môi trường bên này thì Thắng khẳng định với anh chị em rằng là cái điều mà phát triển bản thân và phát triển tư duy để chúng ta sống cảm thấy hạnh phúc, sống cảm thấy có ích. Cái lúc mà thức dậy lúc 5:30 mà mình biết được cái mục đích của mình thức dậy hàng ngày, cái thói quen đó là cái gì, thì nó sẽ sướng hơn cái cảm giác mà chúng ta đúng không, chúng ta sống mà chỉ là làm việc, ví dụ như chỉ dốc hết sức mình để làm việc thôi. Đó là một cái điều mà Thắng nghĩ là cái giá trị mà lớn nhất mà bất không có một cái môi trường mà nó mang lại. Và Thắng rất là cảm ơn cái buổi ngày hôm nay.